Trước tác động của dịch bệnh, các dịch vụ mua bán hàng hóa đều qua đóng gói vận chuyển đến nơi người tiêu dùng. Việc phải sử dụng nhiều túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần đã khiến cho số lượng rác thải nhựa gia tăng, ảnh hưởng đến môi trường. Quán cơm này đã dừng phục vụ khách tại chỗ và chỉ bán mang về. Mỗi ngày quán có khoảng 250 đến 300 suất ăn được giao cho khách. Tỷ lệ thuận với đó là rất nhiều hộp xốp, túi ni lông, cốc nhựa dùng một lần. Một tháng thì là tiền chi cho hộp xốp với cả túi ni lông hết tầm khoảng 2 đến 3 triệu. Có nhiều lý do để không nên sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, nhưng lý do để chọn các sản phẩm này thì chỉ có một. Thì thỉnh thoảng vẫn phải dùng những cái dụng cụ bằng như là hộp xốp để mang về để cho nó thuận tiện. Sự tiện lợi của một số người lại vô tình tạo ra sự bất tiện, thậm chí là vất vả cho không ít người. Bây giờ các quán xá là toàn đựng, đa số là đựng bằng hộp xốp rồi hộp nhựa. Nhiều quán, nhiều người, người ta không có ý thức là người ta cứ đổ tuẹt ra là nó cái đấy nó lại là nhẹ. Nó bay, nếu gặp một cơn gió thì nó bay lung tung ra. Thế rất là vất vả cho chúng tôi. Tại các chợ dân sinh, tình trạng này cũng tương tự. Thói quen sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần của con người vẫn tiếp diễn. Bởi thế mà lượng rác thải nhựa dường như phủ kín các bãi rác như thế này. Rác của công ty vận chuyển và xử lý thì chủ yếu toàn bộ là rác thải sinh hoạt. Và cái lượng rác thải nhựa thì chiếm khoảng 30-40%. Theo như tính toán của các nhà khoa học thì được biết là cái rác thải nhựa để phân hủy được nó phải rơi về tầm khoảng 500 năm. Thì như thế là cũng để mà phân hủy được rất là khó. Rác thải nhựa khi được xử lý bằng các phương pháp đốt hoặc chôn lấp như hiện nay, các vi nhựa sẽ lẫn vào nước, đất, không khí, làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và gây ra hệ lụy đối với sức khỏe. Trong mùa dịch COVID-19, bên cạnh rác thải sinh hoạt, còn một lượng không nhỏ rác thải y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, khiến lượng rác thải tăng cao, gây áp lực đối với môi trường và gây khó khăn cho công tác xử lý rác.